Cái này mình nói sơ về cái vấn đề fit pin nhé. Thì đối với vấn đề fit pin của XS Max XR thì khi mà mình fit pin, ví dụ mình có một cái máy pin thấp đi, pin 93% thì mình muốn fit nó thành 95-98%, thì mình bỏ cái lắp cái cục pin vào box và cứ thế fit cái số lần sạc và fit phần trăm pin. Cái vấn đề pin XS XR và XS Max nó có vấn đề là khi mình thay cục pin khác thì mình phải giữ lại cái cục pin gốc, bởi vì nó mất cái mạch pin nó sẽ gây ra cái chuyện là báo bảo trì. Cho nên khi mà mình thay pin thì mình phải cắt cái mạch gốc, mình hàn sang một cái sao pin mới, sau đó mình fit cái phần trăm pin và cái số lần sạc. Cốt lõi vẫn là phải giữ được cái cục pin gốc, cái mạch pin gốc. Ok. Thì đối với cái thằng 11 đến 12 độ mắc thì nó cũng như vậy, bắt buộc vẫn phải còn cái mạch pin gốc. Và khi mà mình muốn fit số lần sạc và fit cái phần trăm pin thì bắt buộc mình phải lắp thêm một cái mạch. Đây là cái mạch. Mỗi cái máy khi mình fit pin thì mình sẽ lắp thêm một cái mạch. Đó. Thì đây mình có ba hãng là GC, Winly và cái I2C. Sau khi mà mình lắp mạch vào thì mình có thể fit phần trăm pin, fit số lần sạc. Nghĩa là từ thằng 11 trở lên bắt buộc phải lắp cái mạch, tại vì cái chip ở trong cổ của nó là mình không đọc viết được cái thông tin. Cho nên mình phải dùng cái mạch thì nó mới có đọc viết được cái thông tin vào đấy. Đó. Đây là cái mạch. Và khi mà anh em sang cái cục pin 11 đến 12 độ mắc, khi mà nó hư thì mình cũng làm cái cách giống như của XS Max. Sau khi sang cái cổ pin vào một cái sang hàn sang cái phôi mới thì cái thông tin nó vẫn là thông tin pin cũ. Mình muốn fit thông tin thì mình phải lắp thêm cái mạch. Quy gọn lại là đối với XS Max thì mình không cần phải lắp mạch. XS Max XR không cần lắp mạch, và 11 đến 12 độ mắc thì phải lắp thêm mạch khi fit pin. Thì hàng mình có sẵn số lượng và giá tốt cho anh em làm, kèm theo video hướng dẫn để anh làm. Anh em làm giá thành thì rất là rẻ nhé, rất là tốt cho anh em, kèm hướng dẫn rất là chi tiết. Hàng có sẵn, anh em cần thì inbox mình xin tận cốt.